Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel vào buổi chiều ngày hôm nay ha. Hôm nay là phiên giao dịch đầu tuần mới anh chị, là ngày 5 tháng 6 năm 2023. Thì thị trường tiếp tục có một phiên tăng điểm đẹp ha. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều cổ phiếu anh chị đang nắm giữ hoặc là đang muốn mua thì lại đỏ điểm trong ngày hôm nay. Thì vậy liệu rằng cơ hội còn nhiều hay không? Thì trước khi theo dõi video ngày hôm nay, anh chị nhớ cho Tùng một like, một share. Và mọi người nhớ liên lạc với Tùng theo số điện thoại ở phía bên trên màn hình nhé. Hy vọng là sẽ gặp anh chị càng sớm càng tốt để chúng ta có những cái cơ hội sắp tới ha. Cơ hội còn nhiều anh chị. Và đặc biệt là chúng ta thấy ngày hôm nay thị trường là vượt qua 0,92. Cho nên đã vượt rồi thì cơ hội sắp tới lại còn rất là nhiều nữa. Không phải là cơ hội đã hết ha. Chúng ta nhớ về với nhau càng sớm càng tốt anh chị nhé. Sau khi kết thúc video này thì anh chị nhớ comment, bình luận. Thả những cái trái tim vào phần bình luận ở bên dưới video nhé. Rồi, thì thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là tiếp tục tăng 6,98 điểm, coi như là 7 điểm ha. Đóng cửa 1097.82 điểm. Số lượng mã tăng là 201, số lượng mã giảm là 199. Thì tương đối cân bằng đúng không? Tuy nhiên thì các cổ phiếu trụ tăng cho nên thị trường thì tăng đến gần 7 điểm. VN30 thì tăng 4,1 điểm. Số lượng mà tăng là 16 mà giảm chỉ có 9 thôi. Sàn Hà Nội cũng tăng 0,24%, sàn Upcom tăng 0,17%. Thanh khoản của sàn HOSE hôm nay là 16.315 tỷ và thanh khoản của ba sàn là 20.100 tỷ. Khối ngoại hôm nay họ tiếp tục bán ròng nhưng mà bán ròng nhẹ ha, 73 tỷ. Bán các cổ phiếu Vinamilk, HCE, Masan, Nam Long, HAH. Ở chiều mua thì mua Vinhome, SSI, VPBank, KBC, Vietcombank. Các cổ phiếu kéo thị trường đi lên ngày hôm nay thì Vietcombank, một mình Vietcombank là kéo thị trường tăng 3,6 điểm anh chị. Đấy, Vietcombank hôm nay đóng vai lead thị trường ha. Ngoài ra là GAP này, Masan, FPT, Vinhome, Vinamilk, PLX. Ở chiều giảm thì hôm nay GVR giảm, rồi Techcombank, Eximbank, Novaland, VPBank, KBC, VGC, vân vân. Đối với chuyển động ngành thì hôm nay chúng ta thấy là ngân hàng ha, Vietcombank kéo thị trường tăng 3,6 điểm và ngành ngân hàng thì kéo thị trường tăng 3,4 điểm. Tức là nếu không có Vietcombank thì nhóm ngân hàng hôm nay sẽ đỏ điểm. Rồi nhóm dầu khí tăng này, nhóm điện, thực phẩm, viễn thông, bia, chứng khoán, vận tải, bán lẻ, kim loại, bảo hiểm, công nghiệp nặng, quỹ đầu tư, du lịch, vân vân là những cái nhóm ngành tăng. Ở chiều giảm thì có nhóm xây dựng, bất động sản, dược phẩm, hóa chất, hàng công nghiệp, điện tử, thiết bị điện giảm. Các cổ phiếu mà biến động khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay thì có SHB tăng 2,5%, Hoa Sen tăng 2,3%, GEX tăng 1,8%, Hòa Phát tăng nhẹ 0,2%, VAX tham chiếu, SHS tham chiếu, còn lại thì giảm ha. VND hôm nay giảm 1,4%, Đất Xanh giảm 3,3%, Novaland giảm 2,5%, DG giảm 2,7%. Thì tội đồ ngày hôm nay là nhóm bất động sản ha. Các cổ phiếu mà nhà đầu tư quan tâm thì vẫn là những cái cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều ngày hôm nay như VND, DIG. Ngoài ra có Shell lại giảm 1,1%, Nam Kim thì tăng 2,5%, SSI tham chiếu, rồi Đất Xanh, SHS, KBC giảm 2,6%, rồi Hoa Sen, Hòa Phát ha. Đối với thị trường nước ngoài lúc này, thị trường châu Á thì chúng ta đang thấy tăng xanh hết, trong đó thị trường Nhật thì tăng đến 2,2%. Thị trường châu Âu thì cũng đang tăng xanh nhẹ. Đối với Mỹ, Dow Jones thì phiên thứ 6 vừa rồi tăng đến 700 điểm. Thì sau khi test đi test lại cái hỗ trợ 32.800 không gãy thì chắc chắn là cổ phiếu nó tăng được thôi anh chị. Thị trường nó tăng được thôi đúng không? Và thậm chí tăng rất mạnh, tăng đến 700 điểm. Đối với Dow Jones Future lúc này đang tăng nhẹ 40 điểm. Về hàng hóa và giá dầu thì hiện tại là giá dầu đang tăng 2,2%, quay trở lại lên cái vùng 73 đô rồi. Thì quay trở lại với thị trường thì đối với VN á, ngày hôm nay chúng ta thấy là VN tăng và phiên thứ 6 vừa rồi thì có một cái nến là vượt qua mây anh chị, cho nên ngày hôm nay tăng tiếp là bình thường. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần lưu ý, đó là cái việc là ngày hôm nay chúng ta tiếp tục hở một cái gap đấy. Đối với cái việc mà tăng tiếp là chuyện bình thường, nhưng mà cái việc hở gap thì khả năng cao nó sẽ tấp gap ha. Đấy. Thì nếu mà trong những phiên tới test lại cái vùng mây này thì
thì là bình thường chị. Sau khi test lại thì cái cửa tăng tiếp là tăng thôi đấy. Cho nên trong vòng tuần này, cuối tuần này, hoặc là tuần sau, hoặc là tuần sau nữa, trong vòng 3 tuần, cứ mỗi khi nào mà test lại cái vùng mây 1085, 1092 thì anh chị có thể mua vào, thậm chí là test sâu hơn cũng có thể ha. Thì nếu mà nhìn vào khung daily là chúng ta thấy là những cái kịch bản mà mình vẽ cho anh chị á, cái vùng kháng cự 1085, 1092 thì nếu mà đánh thốc lên vượt qua luôn, thì sau khi vượt lên thì lơ lửng ở đâu đâu ở trên đây, thì chính xác là bao nhiêu thì mình không biết anh chị, nhưng mà mình dự đoán cái kịch bản đúng không, dự đoán là nó sẽ lên đến trên đây, sau đó thì nó sẽ có những cái cú điều chỉnh và rồi mới tăng tiếp được đấy. Thì dự kiến là phiên ngày mai vẫn còn khả năng tăng. Ngày hôm nay thì mặc dù là thị trường nó giảm so với lúc sáng, sáng thì lên đến 1103.8, coi như là gần 1104, nhưng mà phiên chiều thì quay lại 1097 thì coi như là giảm so với sáng là khoảng 6 điểm. Thì cái việc giảm ngày hôm nay là một cái cú giảm nhẹ nhàng thôi, chỉ có 6 điểm thôi, và vẫn đóng cửa tăng, tức là giảm nhẹ nhàng. Thì với cái việc mà đóng cửa ngày hôm nay cộng với phái sinh á, thì như lúc trưa 2 giờ Tùng live stream thì Tùng có nói với khách hàng là có khả năng là ngày mai sẽ kéo rướn lên một phiên nữa. Sau cái cú kéo rướn lên á, thì bắt đầu từ thứ tư trở đi mới bắt đầu có những cái sự điều chỉnh anh chị, điều chỉnh chỉnh sẽ mạnh hơn so với ngày hôm nay ha. Tức là ngày hôm nay nếu mà ai mà mua lúc sáng, cái lúc mà đang hưng phấn 1103 thì sẽ bị chịu một cái áp lực bán trong ngắn hạn, nhưng mà có khả năng là ngày mai sẽ kéo lên tiếp, và đến ngày thứ tư cái mức độ chỉnh nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn so với ngày hôm nay anh chị. Đó thì giai đoạn đó anh chị hết sức chú ý và cẩn thận nha. Thực ra thì nếu mà khách hàng trong room mình thì đang chờ những cái cú điều chỉnh này mua anh chị đấy. Ngày hôm nay chúng ta chốt lời rất đẹp, ví dụ như những cái cổ phiếu GVR ngày hôm nay mình báo là khách hàng ai mà chưa bán thì nhớ bán và sau đó thì chờ điều chỉnh về cái vùng 17.5 hoặc là sâu hơn những cái vùng đỉnh cũ 17 gì đó thì chúng ta sẽ mua lại anh chị đấy. Thì vừa mới nói xong thì ngày hôm nay GVR nó giảm đến khoảng 3% đúng không? Đó là cái việc mà chúng ta chốt lời chủ động và chờ điều chỉnh thôi. Thì dĩ nhiên là thị trường nó mới chỉnh 6 điểm so với cái điểm số cao nhất sáng nay, nhưng mà nó vẫn chưa phải gọi là chỉnh mạnh mẽ gì hết. Một số cổ phiếu mới giảm có 1-2%, 3% thôi, không đáng kể ha. Những cái phiên tới, đặc biệt là từ thứ tư cho đến những phiên cuối tuần, có lẽ là anh chị sẽ thấy cái cú điều chỉnh mạnh hơn. Thì chỉnh về đâu? Trước mắt là nó sẽ chỉnh về cái vùng hỗ trợ 1085 đến 1092. Thì theo mình đánh giá là nó sẽ về đến 1085 luôn chị, ít nhất là 1085. Còn nếu mà chỉnh sâu hơn thì có thể là thậm chí nó lấp luôn cái gap của phiên thứ năm tuần trước, đâu đó là cái vùng 1075 luôn đấy, 1075, 1078 ha. Hỗ trợ của chúng ta sẽ là 1080 anh chị, ngay cái khách sạn hỗ trợ 1080. Nhưng mà có khả năng là nếu mà một cái cú chỉnh quá đà thì có thể là quá đà về lấp cái gap bên dưới luôn, để cho xong cái gap. Nói chung là thị trường mà đi lên mà vẫn còn gap thì thị trường nó chưa bền đấy, nó chưa bền, và gap sinh ra là để lấp, cho nên nếu mà không bền á, thì sau này nó quay trở lại nó lấp thì cũng rất là mệt mỏi anh chị. Cái lúc mà chúng ta đang say đòn những cái vùng phía trên á, thì đội lái họ đạp một phát thì lúc đó về lấp gap thì thiệt hại nó sẽ lớn. Cho nên nếu mà lấp được cái gap sớm á, thì thị trường nó sẽ bền vững hơn ở chỗ đó ha. Đấy, thì về cái kịch bản thì theo mình đánh giá như vậy, mới nói xong, có khả năng là ngày mai tăng lên. Còn nếu mà tăng mạnh thì thậm chí là có thể tiệm cận cái đỉnh cũ anh chị nha, cái đỉnh mà tạo ra vào giai đoạn Tết âm lịch vừa rồi ha, ở cái vùng 1120, 1124. Đấy, cao nhất là 1124, coi như là 1125 đi. Vùng 1120, 1125 sẽ là kháng cự. Thì nếu mà ngày mai tăng mạnh, hiện giờ 1097 mà tăng lên đó là phải đến 20 điểm, thì mình đánh giá là cái khả năng mà tăng 20 điểm trong phiên thì chắc là khó, tại vì lúc này thị trường nó bắt đầu có những cái sự chốt lời diễn ra rồi anh chị, cho nên để tăng mạnh thì khó. Và nếu mà nhà cái càng cố kéo về mặt ngắn hạn mà kéo quá mạnh, kéo nhẹ thì không sao, nhưng mà kéo mà 20 30 điểm là cái lực bán ra rất là lớn, cho nên nếu mà họ cố tình kéo thì khả năng là kéo được đó. Cho nên mình dự đoán thì đâu đó nó sẽ tăng, nhưng mà tăng về đến đâu thì cũng chưa biết, mà đâu đó lơ lửng gần gần cái đỉnh cũ thôi. Sau đó thì khách sạn nó sẽ chỉnh xuống chị ha, và chúng ta sẽ chờ những cái cú điều chỉnh để mua lại 1085, 1092 hoặc là sâu hơn có thể là 1098.
75-180 ha. Thì đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ ưu tiên mua anh chị nhé, mua cho cái nhịp sắp tới chỉnh xong rồi lại lên tiếp. Và cái nhịp sau khi chỉnh á, thì mình dự đoán cái lúc đó thị trường nó sẽ hướng về cái đỉnh cũ được 10-11 rồi. À, dĩ nhiên là những cái mà target của chúng ta sẽ còn cao hơn, sau khi vượt được cái đỉnh thì chúng ta sẽ có những cái target cao như là cái vùng kháng cự 1150, đó là hai cái đáy của giai đoạn tháng 6 năm ngoái ha. 1150 tạo hai lần hai đáy đó thì bây giờ nó cũng tự cái kháng cự tiếp theo sẽ là 1205 phía trên này anh chị. Đấy, thì chúng ta sẽ vượt từng mức một. Đấy, từng mức một. Trước mắt là chúng ta sẽ cần một cái cú chinh phục cái đỉnh cũ 1120 trước. Nhưng mà trước khi chinh phục được 1120 thì khả năng trường nó sẽ cần phải cú điều chỉnh. Thì mình nhắc lại, anh chị nào mà muốn bán thì chúng ta sẽ ưu tiên phiên ngày mai, đặc biệt là buổi sáng. Giá mà nó tăng mạnh á thì chúng ta sẽ ưu tiên bán vào sáng mai. Còn chờ chỉnh mua lại chúng ta sẽ chờ chiều mai hoặc là từ thứ tư cho đến cuối tuần, những cái phiên điều chỉnh đó thì chúng ta sẽ mua lại. Khách sạn nó sẽ duy trì vào phiên ngày thứ tư này, thứ năm này, và thứ sáu này anh chị, ba phiên cuối tuần sẽ duy trì khách sạn. Sau đó thì khách sạn sẽ tạm thời là dừng đóng cửa vào hai phiên đầu tuần tới, và tiếp theo là những cái phiên cuối tuần tới lại tiếp tục có khách sạn nữa. Đấy, tức là cứ hai phiên đầu tuần thì không có khách sạn, nhưng mà từ thứ tư cho đến thứ sáu tuần này và thứ tư cho đến thứ sáu tuần sau lại có khách sạn. Đó là những cái nhịp điều chỉnh mạnh ha. Và chú ý là tuần sau cũng là cái tuần mà đáo hạn phái sinh nữa, thì đến tuần sau chúng ta nói chuyện này, ít nhất là giờ chúng ta còn 2 tuần, cho nên cái chuyện đáo hạn phái sinh thì bỏ qua một bên, lúc nào đến thì tính. Nhưng mà từ giờ có thể là tuần này nó chỉnh thì chúng ta mua, sau đó thì đến đáo hạn phái sinh nó lại kéo lên quanh cái đỉnh này, ta lại chốt lời một lần nữa anh chị. Nói chung là cái đỉnh này thì chưa vượt qua ngay được đâu, nó sẽ phải chỉnh tới chỉnh lui chỉnh vài lần rồi mới vượt được. Đánh giá của Tùng thì vẫn là vượt thôi, nhưng mà sẽ mất thời gian ha. Còn trước mắt thì chúng ta có một cái cơ hội mua khi điều chỉnh này, thì anh chị cố gắng canh để mua ha. Rồi ngó qua Dow Jones một chút xíu. Dow Jones này, Dow Jones thì tăng mạnh rồi thì khả năng Dow Jones nó cũng sẽ còn tăng tiếp được anh chị. Nhưng mà nếu mà so sánh về cái mức độ tăng giá thì thực ra Dow Jones nó đã trải qua 3-4 tuần điều chỉnh gần đây và mới tăng trở lại được hai phiên ha, sau khi tạo được hai cái đáy test đi test lại thì mới tăng được hai phiên. Nhưng mà nếu mà nhìn về VN của chúng ta thì thực ra chúng ta đã tăng từ giai đoạn trước Tết âm lịch, sorry anh chị, trước lễ 30 tháng 4 ha. Cái thời điểm đó thì mình đã bắt đầu cho anh chị em mua vào đúng không? Anh chị nhớ ai mà đánh với mình cả hơn một tháng vừa qua, từ trước 30 tháng 4, thời điểm ngày 25, 26 tháng 4 là chúng ta đã mua vào và đánh cho đến bây giờ, lợi nhuận trong vòng hơn một tháng qua lợi nhuận rất lớn luôn. Nhiều cổ phiếu được 30-35% như DXS rồi DVC. Dĩ nhiên là chúng ta đánh xoay vòng cho nên mức lợi nhuận còn lớn hơn ba mấy phần trăm rất là nhiều đúng không chị? Đấy, những cổ phiếu tăng vừa vừa như là VND cũng được đến 20% mà. Tức là giai đoạn vừa qua thì chúng ta kiếm được cái mức lợi nhuận rất lớn. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ thấy là VN của chúng ta đã tăng được hơn một tháng rồi, trong khi Dow Jones nó mới chỉ tăng có vài phiên gần đây thôi. Cho nên cái việc mà một phiên nó tăng đến 700 điểm là chuyện bình thường. Thì về phía Dow Jones là mặc dù tăng như vậy xong nhưng mà nó sẽ vướng nhiều cái cản, nhiều cái đỉnh đó. Thì để vượt đỉnh ngay lập tức thì sẽ chưa đâu. Dow Jones thì nó cũng phải phải cần những cái sự tích lũy trở lại thì mới có hy vọng vượt đỉnh ngay ha. Chứ còn bây giờ mà để bắt nó vượt đỉnh ngay thì mình đánh giá là chưa đâu. Cho nên anh chị cũng đừng sợ là Dow Jones nó tăng nhiều quá mà VN chưa tăng thì có khả năng VN tăng mạnh. Không phải vậy, chúng ta đã tăng trước một tháng rồi, hơn một tháng rồi, còn Dow Jones bây giờ nó mới tăng thôi, cho nên cái việc nó tăng mạnh là cũng là bình thường. Đừng có nhìn vào Dow Jones mà FOMO VN ha, nó sẽ không có lợi cho chúng ta. Chúng ta cứ chờ những cái nhịp điều chỉnh, mọi người cứ tin vào những cái nhận định thị trường của Tùng đi ấy, mọi người cứ tin đi rồi chúng ta sẽ chờ để mua. Nói chung là giai đoạn này, hôm nay cái tiêu đề của video này mình để là hãy giữ cái đầu lặng khi mà thị trường đang nóng đó. Thì thị trường lúc này nó đang tương đối là nóng, mặc dù cái sự hưng phấn của nó là chưa, thì tuy nhiên thì khả năng là nó cũng phải điều chỉnh. Điều chỉnh xong rồi tuần sau mà tạo ra một cái sự hưng phấn thì có thể là tạo đỉnh đó, thì lúc đó chúng ta tính đến cái chuyện bán hết sau. Còn bây giờ chúng ta nên chốt lời phần nào đó tùy anh chị, hoặc là ai mà quyết đoán thì bán hết, nhưng mà canh những cái nhịp điều chỉnh vào cuối tuần này ta sẽ mua lại anh chị nhé. Tùy cổ phiếu, có cổ phiếu chỉnh sớm, có cổ phiếu chỉnh muộn,
Thì từ thứ tư đến thứ sáu những cổ phiếu nào chỉnh sớm thì chúng ta mua sớm, cổ phiếu nào chỉnh muộn thì chúng ta mua muộn ha. Rồi ok. Thì mặc dù là thị trường như vậy nhưng mà anh chị thấy là có một số cổ phiếu mình vẫn cho mua trong ngày hôm nay đúng không? Không hoàn toàn đứng ngoài, ví dụ như HAH này. Hôm nay vừa cho anh chị mua lúc sáng luôn thì đến chiều là nó là sao chị? Tăng trần. Đến trưa là tăng trần, không cần phải đến chiều đúng không? Đấy. Ngày hôm nay mình có cho mua HAH và mình có gửi lên cho mọi người coi đó. À, chiếu lại cho mọi người coi. Đây ha. HAH này. Đấy. HAH sáng nay ngày 5 tháng 6 mình vừa cho luôn, mua quanh 41. Thì cuối phiên thì nó tăng lên đến 42.85 đúng không? Mua cái lúc đó là giá nó chưa tăng, mới có 1-2% thì thôi. À, cuối phiên thì nó lại tăng rất tốt ha. Đó, đó là những cái cổ phiếu mà Tùng cho mua trong room ngày hôm nay. Ngoài ra PVT cũng nhắc mọi người mua từ 2-3 phiên trước đó nè anh chị. Hôm nay PVT nó cũng tăng tốt, dĩ nhiên là so với HAH thì không bằng, tại vì thực ra thì PVT nó gặp rất là nhiều cản. Đấy, cổ phiếu HAH thì vẫn tốt hơn. Ngoài ra VOS cũng vậy, trong những phiên trước trong livestream thì cũng nói mọi người mua được thì ngày hôm nay nó cũng tăng trần. Nhưng mà nói chung là ngày hôm nay một cổ phiếu mà mình cho mua VOS và PVT là những phiên trước rồi. Còn HAH ngày hôm nay vẫn cho mua thì anh chị thấy là khi thị trường đang nóng chúng ta tìm kỹ cổ phiếu thì vẫn có cổ phiếu mua được, nhưng mà chúng ta đừng có mua bất chấp ha. Cổ phiếu nào Tùng nói mua được thì anh chị hãy mua, cổ phiếu nào chưa mua được thì chúng ta kiên nhẫn chờ thứ tư cho đến thứ sáu chỉnh là chúng ta lại mua lại ha. Đấy, thì điểm nhấn của mình ngày hôm nay đó là cho mua HAH và cho bán GVR anh chị. Đấy, bán cao và chờ mua lại dưới, hoặc là những cái cổ phiếu khác như DBC này. Anh chị thấy trong phiên thứ năm thứ sáu tuần trước thì cũng hô anh chị là bán ở quanh cái vùng 20 rồi đúng không? Đấy, và khả năng sắp tới DBC chỉnh thì mình sẽ lại mua lại một cái nhịp mới đối với DBC hoặc là TDC vậy anh chị. Đó, những phiên trước thì báo mọi người chốt rồi thì nó chuẩn bị, nó chưa, hôm nay nó chưa hẳn là chỉnh, nó mới quay lại để nó tích lũy nền thôi, nhưng mà khả năng những cổ phiếu này thì vào phiên thứ tư đến thứ sáu thì nó sẽ không trụ nổi cái nền này và khả gãy, và chỉ cần nó gãy cái nền này thôi 13.5 hiện tại thôi, về vùng bên dưới đó là cái vùng mà chúng ta phải mua anh chị, phải mua nhé. Đấy, DSS vậy này, đấy ngày hôm nay bắt đầu rơi này thì về những cái vùng bên dưới chúng ta mua này. DRH cũng vậy này, đấy những cái cách đây hôm thứ năm mình nói anh chị mua đúng không, mặc dù DRH hôm nay nó vẫn tăng 1,5% nhưng mà anh chị thấy cái việc mà chốt lời chủ động ở quanh giá 7 nó ngon hơn nhiều so với cái giá 6.6 ngày hôm nay đúng không. Đấy, đó là những cái cách mà chốt lời, đặc biệt là ngày hôm nay DRH mặc dù là nó giảm so với hai phiên trước đó, cái đỉnh thấp hơn hai phiên trước đó ha, ở hai phiên trước đó nó lên được đến 7.1 7.71 nhưng mà ngày hôm nay đó, thì khi mà những cái sự hưng phấn này chúng ta đã có những kế hoạch chốt lời trước rồi lại thôi, rất là đơn giản nhẹ nhàng. Ok, thì có những cái cổ phiếu mà Tùng đã đang chờ và đang theo dõi để chờ điều chỉnh để mua lại thôi, thì anh chị hãy chuyển về đội của mình ha, mình sẽ con chị mua sắp tới. Hoặc là có một số cổ phiếu nó vẫn đang tăng tốt ngày hôm nay như PLX này, thì hôm thứ sáu mình cho mua hôm nay nó vẫn tăng hơn 2%, thì chỉ cần chiều mai hàng về thôi thì khả năng rất cao cổ phiếu này có lại hơn 5% anh chị. Đấy, hoặc là những cổ phiếu như OI, OI ngày hôm nay mình cũng cho chốt lời 50% này anh chị, chốt lời 50%. Phiên ngày mai mình sẽ kỳ vọng OI tăng thêm một nhát nữa, có thể là chốt hết xong rồi chờ quay lại vùng giá 10 thì lại. Đấy, đấy những cổ phiếu này nó rất là rõ ràng ha, cho mua OI từ 9.5 đến bây giờ lợi nhuận rất là ngon ha. Nay cho chốt cái lúc thời điểm cho chốt là OI nó đang có lợi nhuận là 11.4%, chốt ở giá 10.7, cuối phiên nó về còn có 10.5 thôi ha. Đấy, đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là cái cách luân chuyển dòng tiền, cái cách mua và cách bán của chúng ta rất là chủ động. Thì welcome anh chị về với đội của mình ha. Nếu mà chúng ta có những cái cơ hội tốt thì ta chắc chắn là sẽ kiếm được tiền. Anh cứ chuyển về đội của Tùng đi. Và mọi người yên tâm, đối với thị trường khó cỡ nào mình cũng cho anh chị cơ hội kiếm tiền. Thì khi mà thị trường dễ thì quan trọng nhất là chúng ta phải kiếm được những cái cổ phiếu mạnh. Và hàng loạt cổ phiếu mạnh giai đoạn vừa rồi mình cho anh chị mua ha. DBC này, DRH này, rồi GIL này, rồi TDC này đúng không? Rất là nhiều không kể hết. VND này. Đấy, SHS này, SBS này. Cực kỳ nhiều. Thì welcome anh chị về với đội của mình nhé.
À, sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau càng sớm là tốt chị, về càng sớm là tốt. Và nếu mà chuyển về ngay từ hôm nay thứ tư đến thứ sáu có những cú điều chỉnh chúng ta tốt nhất để mua, không phải là chỉnh cổ phiếu nào cũng mua được chị, mua thì được ấy, tiền có tiền thì mua thôi, nhưng mà vấn đề là cổ phiếu nó không chạy hoặc là mua xong nó vẫn còn chỉnh tiếp thì sao, đúng không? Thì chúng ta mất thời gian và chúng ta lại theo cái guồng quay cũ, đó là cứ chờ về bờ trong khi người ta mua xong có lại. Ok, thì dự kiến là đến đáo hạn phái sinh tuần sau, cuối tuần sau có thể là thị trường nó sẽ có những cái cú chỉnh lớn hơn, nên đâu đó cái cú chỉnh gần nhất là thứ tư đến thứ sáu cuối tuần này là cơ hội để chúng ta đề cộng trước khi thị trường nó rơi vào một nhịp chỉnh chỉnh tương đối sau đáo hạn phái sinh anh chị nhé. Thì dĩ nhiên tương đối thì mình đánh giá là cũng đâu đó là quanh cái đỉnh cũ 1.120 và chỉnh về đến khoảng 85 1092 thôi, thì cũng đâu đó là 30 cho đến 50 điểm thôi đó. Cái đó gọi là lớn rồi. Và hiện giờ thì chúng ta sẽ có cú chỉnh trước mắt là đâu đó cái 20 trước ha, cơ hội để chúng ta Ok, welcome chị về với đội của Tùng nhé. Hẹn gặp lại mọi người. Nhớ like, nhớ share, nhớ comment, bình luận, thả tim vào phần bình luận sau khi kết thúc video này nhé. Sau khi kết thúc video, và anh chị nhớ liên lạc theo số điện thoại trên màn hình. Chị chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ.